trở thành một cái tỷ phú bây giờ, đó là cái giàu đồng bào của tôi. Thì nhắc đến tên Mon thì ai cũng quý mến, ai cũng thân thương. Điều đó là sự vinh hạnh nhất của tôi rồi. Trước khi Mon qua đời, mặc dù trong thể trạng một người bị ung thư dạ dày đã chuyển sang di căn giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn quyết tâm dốc hết sức lực cùng với hai người con của mình hoàn thành một album DVD ca nhạc có tựa đề Trở về buôn làng xưa, tập hợp 12 ca khúc nổi tiếng do Iman thể hiện. Cũng trong thời gian này, được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Cường và những người bạn, Iman đã lần đầu tiên trong đời tổ chức thành công một chương trình live show tại Hà Nội với chủ đề Ngọn lửa cao nguyên. Đêm diễn đã thành công trên cả mong đợi so với mong muốn của chính nghệ sĩ Iman và toàn bộ ekip thực hiện chương trình. Tôi chỉ xin nói là anh Mon đã làm được một điều phi thường. Một người khỏe mạnh mà hát một đêm diễn như vậy cũng đã còn khó. Nhưng anh Mon thực sự đang mang bệnh ở trong người mà anh ấy đã hát hay hơn bình thường. Bình thường anh Mon đã hát vô cùng hay. Nhưng hôm nay anh hát thực sự là chinh phục tất cả trái tim của mọi người. Ai đã được chứng kiến Mon trong cái đêm diễn duy nhất ở Hà Nội, ở nhà hát Âu Cơ thì đều cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa đau đớn, thương cho một cái tài năng như vậy, cảm phục một cái nghị lực như vậy. Sau mỗi bài hát là Mon phải vào để thở oxy, mà Mon hát được như thế, phải một con người yêu cái cuộc sống này biết bao. Rừng thu sương tan vì một trường cãi đang san vì một tình yêu miết man mình mang đồng cỏ tôi đến đây vì cao nguyên ơi tôi đến đây vì cao nguyên ơi ingo di di mi ku yo a dari di ra di ta ya so irin dang yo irin da bo bong lai irin bo bai pa bo che ka nga bo lai do ka nga cao nguyên ơi tôi
đến đây vì cao nguyên, cao nguyên ơi. Thì tôi có nói là thế này, ở Đắk Lắk và ở Tây Nguyên còn có một huyền thoại nữa mà các bạn sau này các bạn sẽ cảm thấy được lời nói tôi đúng, đó là huyền thoại về Im Hoàn. Một giọng ca cả trăm năm trước đến nay chưa có, và tôi nghĩ rằng trăm năm sau chưa chắc đã có. Nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn mất ngày 1 tháng 10 năm 2010 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sự kiện nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn qua đời đã khiến cho giới nghệ sĩ và người hâm mộ cả nước tiếc thương, chia sẻ qua hàng trăm nghìn bài viết trên các trang báo và phát thanh truyền hình. Rất nhiều người mến mộ đã đến dự đám tang và đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng bằng chính những bài hát quen thuộc mà ông đã từng biểu diễn rất thành công trước đây. Kể cả toàn đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, kể cả Buôn Ma Thuột chúng ta, tỉnh Đắk Lắk chúng ta, kể cả tất cả Tây Nguyên chúng ta đều mến Im Hoàn và đều nhớ tiếc Im Hoàn. Im Hoàn là một người mà phải sống nữa cơ, phải hát nữa cơ. Cho đến bây giờ là cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng là Im Hoàn vẫn còn sống. Sự ra đi của Im Hoàn quả thực là sự mất mát rất to lớn. Nhưng tôi hy vọng rằng là tên tuổi, giọng hát của anh và những gì anh đã để lại cho Đắk Lắk, cho đồng bào các dân tộc ED, cho Tây Nguyên và cho nền văn hóa âm nhạc Việt Nam chắc vẫn còn mãi mãi. Nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn đã ra đi mãi mãi ở tuổi 54. Mọi thứ đối với ông đều là mãn nguyện, song vẫn còn một dự định dở dang lúc cuối đời mà ông tâm nguyện vẫn chưa thể thực hiện được. Khi sau khi một cái thành công của live show ở Hà Nội thì ba tâm nguyện của ba rất là muốn là làm một đêm nhạc dân gian thuần túy và đậm chất là dân ca ED. Cái đó nó mục đích của ba, cái suy nghĩ sâu hơn của ba đó là cái nhất đó là một cái đêm chia sẻ với đồng bào ED, một cái đêm tri ân. Tiếc là vì sức khỏe không cho phép, điều kiện không cho phép nên là cái đêm diễn nó không thành công. Suốt cuộc đời, nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn đã có hơn 35 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát. Chừng ấy thời gian đã quá đủ để định giá cho giọng ca vàng của Im Hoàn, một giọng ca huyền thoại đã được đóng đinh vào núi rừng Đại Ngàn Tây Nguyên. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Im Hoàn đã có hàng ngàn cuộc trình diễn trên sân khấu sang trọng giữa các thành phố lớn, và còn nhiều hơn thế là những buổi đầu trần, chân đất, hát trên nương rẫy với đồng bào vùng sâu, vùng xa, dưới trời đêm cao nguyên, ngập tràn sương lạnh. Tài năng của ông đã được xem là thần tượng của nhiều nghệ sĩ trẻ và người hâm mộ trong cả nước. Sau 35 năm ca hát, hoang dã và đam mê đến tột cùng, nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn chính là sứ giả đem chất hùng ca của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để hòa vào dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam. Khi ông mất đi, người ta đã ví nghệ sĩ nhân dân Im Hoàn giống như một con tằm, chỉ biết chăm chỉ nhả những sợi tơ óng mượt để làm đẹp cho đời. Giờ đây, người nghệ sĩ có gương mặt đá núi, có vóc dáng của chàng đam san dũng mãnh thuở nào đã trở thành xa xăm và đi vào huyền thoại. Cho dù một ngọn lửa cao nguyên đã tắt, nhưng những gì mà ông cống hiến vẫn luôn được thắp sáng trong những đêm hội của buôn làng, để cho Tây Nguyên mãi mãi kiêu hãnh hiện lên trong tâm trí mọi người với tất cả sự đẹp đẽ, sự thẳm sâu của tầng văn hóa đã được vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.
muri di mi ku yo a dry di ra din ta ya so irin dang yo irin dry bo bom lai irin bo bai ba bo che ka nga bo lai do ka nga o một bình minh rừng thu sương tan vì một trường ca đang san vì một tình yêu miết man mình mang đồng cỏ cứ đến đây với cao nguyên ơi tôi đến đây vì cao nguyên ơi in gọi đi mi cứ yo a đây đi ra đi ta ya so irin đang yo irin đang bộ bông lai irin bỏ bài bè bỏ chết cả ngã bật lại thoát ngã irin dai bo bom lai irin bo bai ba bo che ka nga bo lai do ka nga o vì một bình minh rừng thu sương tan một trường ca
lại đàm san vì một tình yêu miết man. Mình mang đồng cỏ, tôi đến đây với cao nguyên ơi, tôi đến đây với cao nguyên ơi.